Huấn luyện viên Paul King tái nét mặt cảnh báo tân huấn luyện viên U23 Thái Lan về U23 Việt Nam, tiết lộ điểm yếu chí tử của đội nhà. Người hâm mộ Thái Lan khóc ròng không thôi. Bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan liên tục có những cơ hội tái đấu với nhau trong khuôn khổ trận đấu mở màn U23 châu Á sắp tới. Với đại diện xứ chùa vàng, họ đang làm tất cả mọi thứ để rửa mối nhục trước U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games. Tuy nhiên, huấn luyện viên Paul King ngay lập tức cảnh báo cả tân huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan cũng như Marabang về sức mạnh của Việt Nam và thảm họa quốc gia sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục thất bại. Môn bóng đá nam SEA Games 31 đã kết thúc với huy chương vàng thuộc về U23 Việt Nam sau khi mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại U23 Thái Lan trong trận chung kết. Ngay sau thất bại đáng hổ thẹn tại Mỹ Đình, U23 Thái Lan đã có hàng loạt thay đổi. Đầu tiên và Marabang là tức tốc gọi tất cả các cầu thủ dưới 23 tuổi mang dòng máu Thái Lan từ châu Âu đến châu Á trở về khoác áo đội tuyển. Có thể nói U23 Thái Lan sẽ có một đội hình mạnh nhất ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Các cầu thủ đáng chú ý có thể kể tới như là Thanawat hay là Sumphanat. Những gương mặt này thì không tham dự SEA Games 31 bởi các câu lạc bộ chủ quản không nhà quân. Tuy nhiên, đến vòng chung kết U23 châu Á, họ đã được tạo điều kiện để cống hiến cho U23 Thái Lan. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Srimakha đã trở thành với cương vị của mình tại giải đấu châu lục này. Trước đó, thì ông bị Marabang và Liên đoàn bóng đá Thái Lan ép phải nhường ghế cho huấn luyện viên Paul King tại SEA Games. Giờ đây, khi trở lại chiếc ghế cũ, Srimakha cực kỳ tự tin sẽ thay mặt Thái Lan là đánh bại Việt Nam và khẳng định mình giỏi hơn Paul King. Trước khi đến Uzbekistan tham dự giải, huấn luyện viên này còn cực kỳ tự tin. Đối với những cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển vào lúc này, theo tôi, đây là danh sách những người xứng đáng nhất. Chúng tôi cố gắng chọn lọc những cầu thủ tốt nhất cho giải đấu. Mục tiêu của U23 Thái Lan là vượt qua vòng bảng. Tôi đang nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi tại giải đấu, tìm ra phương pháp thích hợp khi mà đối đầu với họ, huấn luyện viên Srimakha nói thêm. Đối thủ của huấn luyện viên Srimakha cùng với đội U23 Thái Lan muốn nhắc đến đó chính là Việt Nam. Cũng giống như Thái Lan, U23 Việt Nam cũng thay đổi huấn luyện viên trưởng ngay sau khi mà đến với giải châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo toàn tâm toàn ý dẫn dắt đội tuyển quốc gia, giao nhiệm vụ đội U23 lại cho huấn luyện viên Gom Kiwin. Chứng kiến những phát ngôn có phần là ngông cuồng của cấp dưới, huấn luyện viên Paul King chắc chắn đang rất trướng tai và gai mắt. Việc bị huấn luyện viên Srimakha đá xoáy trong việc thua thảm U23 Việt Nam khiến cho vị chiến lược gia người Brazil vô cùng khó chịu. Ngay trong phát ngôn mới nhất, huấn luyện viên Paul King ngay lập tức công kích lại người kế nhiệm của mình. Tôi không muốn tranh cãi ai mới là người giỏi hơn, nhưng cả hai đều đang làm tất cả có thể để có thể là giúp bóng đá Thái Lan phát triển. Việt Nam là một đối thủ chính của chúng ta tại tất cả các giải đấu quan trọng từ đầu năm đến giờ. Thất bại tại SEA Games vừa qua là một trải nghiệm không vui cho tôi và đội tuyển. Ông nói tiếp, huấn luyện viên Srimakha là một huấn luyện viên giỏi và tôi nghĩ ông ấy nên cố gắng có kết quả cao nhất chứ đừng nói suông. U23 Thái Lan dưới thời của ông ấy đã thua cả 3 trận tại Dubai Cup. Giải đấu tới, ông có đầy đủ lực lượng và sẽ là một cơ hội thách thức cực lớn. Cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng Thái Lan đang đứng trong cơn khủng hoảng sau thất bại tại SEA Games. Nếu triệu tập tất cả các cầu thủ giỏi mà vẫn thua một U23 Việt Nam không có Park Hang-seo thì chắc chắn đây là một thảm họa quốc gia với Thái Lan. Lúc đó chắc chắn những nhân vật chóp bu của Thái Lan như là bà Marabang hay chính Paul King sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Không ít các cổ động viên Thái Lan cũng đồng tình với huấn luyện viên Paul King về quan điểm này. Lực lượng U23 Thái Lan rất mạnh nhưng mà các cổ động viên xứ chùa vàng vẫn tỏ ra một thái độ lo lắng. Họ cho rằng Srimakha không đủ trình độ để có thể giúp U23 Thái Lan thi đấu tốt ở vòng chung kết U23 châu Á. Nhìn chất lượng đội hình U23 Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á tốt đấy, tuy nhiên là thật không vui khi mà nhìn vào vị huấn luyện viên trưởng. U23 Thái Lan không thể có được một đội hình tốt hơn thế này đâu. Huấn luyện viên Srimakha cần biết mình phải làm gì ở vòng chung kết U23 châu Á. Ngày 2 tháng 6 tới là cơ hội để U23 Thái Lan phục hận U23 Việt Nam, tuy nhiên đối thủ của chúng ta lại có tinh thần tốt hơn, liệu có vượt qua được họ? Đội hình thì mạnh nhưng lại không có huấn luyện viên Paul King, U23 Thái Lan mà được dẫn dắt bởi Srimakha thì sẽ lại thua U23 Việt Nam thôi. Sở dĩ huấn luyện viên Paul King không thể cùng U23 Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á bởi vì là ông bận công chuyện với đội tuyển Thái Lan. Trong tháng 6, đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu giao hữu và tham dự vòng loại Asian Cup 2023. Các cổ động viên Thái Lan bi quan cho rằng cơn ác mộng của bóng đá xứ chùa vàng sẽ tiếp tục kéo dài khi mà U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn. Tôi nghe tin U23 Việt Nam có tới 2 đội tập song song tại SEA Games vừa qua. Rõ ràng sự chuẩn bị tốt của họ cũng là vũ khí vô cùng lợi hại. Nhìn ở SEA Games vừa qua là biết, những ngôi sao lớn không được triệu tập nhưng tập thể U23 Việt Nam chơi vô cùng gắn kết. Hai một cổ động viên khác cho rằng,
Tôi không muốn nói gờ nhưng mà nếu thua tiếp Việt Nam, chắc chắn nước không còn chỗ nào để trốn mất. Một năm mà thua tới Việt Nam 4-5 lần thì ai mà chịu nổi. Tuy nhiên vẫn có một số fan Thái Lan thể hiện sự lạc quan. Thật sự là tôi cảm thấy nhẹ người khi mà thấy danh sách tham dự vòng chung kết U23 châu Á của Thái Lan, U23 Việt Nam và Malaysia hãy cứ cảnh giác với Thái Lan. Có thể thấy là chiều sâu lực lượng của Thái Lan rất tốt tại vòng chung kết châu Á, hãy chờ xem là chúng ta có thể tiến xa tới đâu. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan sẽ chung bảng với U23 Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc. Việc các đối thủ liên tiếp hướng ánh mắt về Việt Nam cho thấy các chiến binh sao vàng luôn bị các đội soi nhất ở vòng chung kết U23 châu Á. Sau chiến tích tại Thường Châu 2018, vị thế bóng đá Việt Nam đã tăng dần lên, khiến cho các đội bóng trong khu vực, châu lục nể trọng ở những giải đấu và cấp độ trong nhiều năm trở lại đây. Với tấm huy chương vàng SEA Games 31 và thành tích tham dự vòng chung kết U23 châu Á 4 lần liên tiếp, giải đấu khởi tranh ở Uzbekistan, thầy trò huấn luyện viên Gong Ki-in đang được đánh giá là khá cao. Tuy nhiên, muốn tiến đến trận chung kết như giải đấu diễn ra 5 năm trước ở Thường Châu hoặc vô địch thật sự là cực khó, bởi U23 Việt Nam đang đối mặt với khá nhiều thách thức về lực lượng hay là vừa chuyển giao cho tân thuyền trưởng người Hàn. Không phải ứng viên lớn nhất cho chức vô địch đối mặt với nhiều thách thức từ chính mình, nhưng mà U23 Việt Nam lại là một đội hình đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ trong khu vực. Điều này là dễ hiểu, bởi vì nhìn vào bảng đấu của đối thủ Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á thì tất cả đều chứa nhiều duyên nợ với U23 Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Với U23 Hàn Quốc, việc cựu và tân huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, cậu ông Ki-in đối với đội bóng quê hương tạo ra rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Hai đội bóng còn lại là bại tướng của U23 Việt Nam tại SEA Games 31, nên khi tái đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, rõ ràng đây là một trận đấu rất đáng xem. Hãy chờ đợi xem những cuộc đòi nợ từ Thái Lan và Malaysia. Ngoài ra, vòng chung kết U23 châu Á không có điều lệ bổ sung tăng cường các cầu thủ trên độ tuổi 23. Những trận đấu ở Uzbekistan sẽ thực chất hơn để đánh giá sức mạnh, sự ổn định. Ngoài việc là chờ đợi, những trận đấu được coi là nội chiến khu vực Đông Nam Á. Hình hài mới của U23 Việt Nam dưới thời tân huấn luyện viên Gong Ki-in sau một thời gian bay cao bay xa, khi huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đã tạo ra được sự tò mò và thích thú. Vòng chung kết U23 châu Á tại Uzbekistan sẽ diễn ra khai mạc từ ngày mùng 1 cho tới là ngày mùng 2 tháng 6. U23 Việt Nam nằm chung bảng với Malaysia, Thái Lan và Hàn Quốc. Đoàn quân của ông Gong Ki-in sẽ có trận ra quân gặp Thái Lan, tái hiện lại trận đấu chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Thông tin trên đã khép lại bản tin bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.